Rồi, em tiếp theo nha, cái clip nó bị đứng á, nên em tiếp theo cái này nha các anh chị. Thì cái này là nó có số 8 nè, số 10, 12, 13, 14, 15, 17 và 19. 2, 4, 6, 8 cục như vậy nha. Thì cái đầu của nó là nó có cái chân đế như vậy luôn nha các chị. Chiều dài của nó là 62 nha. 62 mi nha các chị, 62 mi. Rồi cái bộ này là mã số 47 nha các chị, 350. Tiếp theo là mã 48. 48 là em có cái bộ cờ lê dòng này nha các chị. Bộ cờ lê dòng này còn khá đẹp nha. Thì cái bộ này nó gồm có 2, 4, 6, 7 cây nha các chị. 7 cây thì nó có là số này, em đọc số nhỏ luôn. Nó có số 8 và 10 nha các chị. 8, 10 nè, 10, 10 và 12, 11 và 13 thì cũng còn ok nha các chị. Đó, chân đầu còn ok hết nè. Đây, bên này cũng vậy luôn. 8, 10, 8, 10, 10, 12, 11 và 13 là 3 cây nè. Còn đẹp nha các chị, em để các chị mình nhìn luôn, khoảng cái lái lên cho nó các chị mình nhìn cho nó đẹp. Rồi cái này là 12 và 14 nha các chị, 12 và 14, 14 và 17 của tất cả của KTC nha các chị. Đó, còn đẹp lắm, đầu bi đầu vòng được còn đẹp nha. Rồi tiếp theo là hai cây này là 17 và 19. 22 và 24 nha các chị, 17, 19, 22 và 24 cũng còn đẹp luôn nha các chị. Rồi thì cái bộ này nha các chị còn đẹp lắm, không có bị chóp sơn chóp xi gì. Có cây 11 này, cái cây 11 thì cái thân này nó hơi vàng vàng chút xíu thôi nha, 11 và 13 nó vàng vàng chút xíu thôi chứ còn đẹp nha các chị, không có bị gì hết đó. Rồi thì nó gồm có là 2, 4, 6, 7 cây như vậy nha các chị. Mã 48, 650. Tiếp theo là mã 49 nha. 49 thì em có cái cây Cletona này nha các anh chị. Cây này thì nó hơi bị chấp si chút chút, nhưng mà được cái là nó cái miệng của nó đẹp lắm nha. Đó, miệng nó còn đẹp lắm. Nó bị ẩm lâu ngày nó bị chấp si như vậy nha các anh chị, nhưng cái miệng nó còn đẹp này. Cây này của Tone Japan nha các anh chị. Tone Japan thì hình thức của nó đây. Cái miệng 14 với cái vòng 14 nha các chị, Cletona 14. Chiều dài của nó là 20. Còn đẹp nha các chị, mã 49 100. Tại vì nó hơi chài cái này chút xíu nè. Đó, chài hai cái chỗ này chút xíu. Rồi mã 49 nha các chị, 100. Tiếp theo là mã 50. Mã 50 thì em có cái cờ hiệu tớp này nha các chị, cây tớp này. Cây tớp này là số 30 nha các chị, còn mới tin nè. 30 còn mới tin. À, top 30 made in Japan. Đầu đồ còn mới hết nha. Cây này còn mới tinh, không có chưa có trài xước gì hết. Cây này chiều dài của nó là 38 nha các chị, 38. Đây đầu còn đẹp luôn. Rồi mã 50 nha các chị, 280.000. Tiếp theo là mã 51. Mã 51 là em có một cái cây vít này, vít Mỹ nha các chị, vít này của Mỹ nè. Của Grabman. Đây của Grabman nha các chị, Grabman USA. Thì cái cây này á, là nó là một cái cây vít gấp nha các chị. Cây này nó có cái hình thức của nó nè, vít trừ nha, trừ 6 nha các chị. Trừ 6 khi các anh chị mình muốn gấp đồ á, mình đẩy lên như vậy nha các chị. Đó, mình đẩy lên như vậy. Đây, đẩy nó lên đó, như vậy nha các chị. Hình thức của nó là như vậy, xong rồi mình muốn gấp này đó, mình tuột xuống, gấp lại, đẩy lên, gấp, gấp lại như vậy. Hình thức của nó là như vậy thôi, còn em không biết là các anh chị mình làm cái gì nha. Đó, ta mình đẩy ra lên nha. Kéo xuống. Rồi hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó, cây này của Grabman Mỹ. Mũi vít là trừ 6, chiều dài của nó là 27. Cán đồ còn đẹp hết, thân đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi cây này mã 51-200 cho cái cây vít này luôn, vít của Grabman của Mỹ. Rồi mã số 52 nha các anh chị. 52 là em có cái cây tớp này. Tớp này là nó có cái mũi của nó là như vậy nha các anh chị. Mũi của nó bự như vậy nè, nhưng con nó có chấp xi cái thân chút chút nha.
Đây chỗ này nó có taxi thôi nha các chị, còn nó không có bị gì hết á. Nó taxi cái lớp này các chị mình thấy đen đen á, tưởng mã không có mã nha. Ủa nó cũng có trài chút nha các chị, cũng có trài chút đó. Đây đây trài. Cái này thì cái phần chiều dài của nó là 14 nha các chị, còn cái phần rộng này nè là 18 nha các chị, phần rộng này là 18 ly. Nó có trài chỗ này chút xíu nha các chị. Nó cắn chút xíu như này. Rồi mã 52 nha các chị, 100 cho cái cây vít này luôn. Tiếp theo là mã 53. 53 là một cái cây vít này của KTC nha các chị, mũi của nó là -6. Mũi của nó thì cũng còn ok nha các chị. Đó, nó hơi rổ rổ đen đen như vậy chút xíu thôi, nhưng mà nó không có bị mẻ bị gì hết nha các chị. Đó. Thì cái cây này là -6 nha các chị, hiệu của nó KTC, chiều dài của nó là 22. Cái này do nó ẩm cái mũi nó hơi bị đen đen như vậy thôi nha các chị. Đó. Rồi mã 53 80.000. Tiếp theo là mã 54 là một cái cây vít đóng này của Vercel nha các chị. Cây này đóng còn mới tinh nè. Vercel, mũi vít của nó là BH2 nha các chị, mũi BH2. Cán tay cầm rồi đẹp luôn nha. Thì cái cây này á là mã 54 100 nha các chị, chiều dài của nó là 20. Còn mới tinh nha, mũi BH2 còn đẹp lắm nha các chị, không có bị đóng gì hết. Rồi đầu đồ cũng vậy luôn. Mã 54 100, tiếp theo là mã 55. Là cũng một cái cây vít đóng này nha các chị, cây này cũng còn mới tinh luôn, mũi BH2 nha các chị, mũi BH2. Đó, mũi cũng còn mới tinh nha. Hàng bãi nó dưa dưa thôi chứ cũng mũi còn mới nha các chị. Cây này chiều dài của nó là 25 nha các chị. Chiều dài của nó là 25. Đầu đóng rồi còn đẹp luôn, cán tay cầm đồ mới đẹp luôn nha các chị. Rồi mã 55 130. Tiếp theo là mã 56 là một cái cây vít này nha các chị. Cây vít này thì mũi của nó là BH2 và -6. Thì mũi cũng còn ok nha. Đó, BH2 và -6. BH2 thì cũng còn đẹp nha các chị, nó hơi taxi chút xíu chứ mà cũng còn ok. Cây này thì hình thức của nó đó, khi các chị mình đổi đầu nha, Made in Japan. Cái này chiều dài của nó là 24 nha các anh chị, chiều dài của nó 24. Cho các anh chị mình đổi đầu được âm dương luôn nha. Mã 56 100. Tiếp theo là mã 57. Mã 57 là một cái cây vít này nha các anh chị. À quên, cái đục này nha các anh chị. Cái đục này thì hình thức của nó nè cũng còn bán lắm nha. Cây này của Made in USA nha các anh chị, của Mỹ nè. Đó, cái đục này hình thức của nó, cái cán của nó như vậy. Cái phần rộng của nó là 19 nha các chị, 19 ly nha. Chiều dài của nó là 17 sen, phần rộng đây là 19 ly. Lưỡi rồi còn ok, còn bán nha các chị. Đó, đục cổ, đục gì đó. Rồi sủi đục cổ gì nha các chị. Rồi mã 57 80.000. Tiếp theo là mã 58 nha các chị, là một cái lắc này của Vercel nè. Vercel nha. Japan. Thì cái cây này khi các chị mình làm, cái mũi của nó là BH2 nha các chị. Cái mũi của nó là BH2. Thì khi các chị mình làm trong cái, mình để trong sau á, mình không có lắc được, thì mình cầm cái tay này mình làm cái như một cái cây vít lắc góc hẹp nha các chị. Đó. Rồi mình bấm cái này qua nè. Đó, mình bấm này qua nha. Thì mình lắc lại nha các chị. Đó, lắc lại. Đây, mình đẩy qua. Đó, đẩy qua như vậy nha. Thì mình lắc ngược lại nè. Đó. Rồi thì cái này là một cây vít lắc nha các chị. Còn cái hộp này các anh chị mình có thể để mũi xe cua nha các chị, mũi dự trữ. Đó thì hình thức của nó là như vậy. Mũi BH2 nha. Khi các anh chị mình lắc á, lắc trong. Rồi của nó là Japan. Cây này đẹp lắm luôn. Rồi mã 58 nha các chị, 130. Tiếp theo là mã 59. 59 là cái bộ vít thử điện này nha các chị. Bộ vít này của Vercel này, Vercel Japan. Thì cái bộ này nó có 5 mũi như vậy nha các chị. 5 mũi nó có là mũi vít nhọn này, mũi vít nhọn để các chị mình lấy dấu gì đó cũng được nha. BH3 này, BH1 này, BH2 và trừ một mũi trừ như vậy nha các chị. 5 mũi như vậy, một mũi trừ 5 nha các chị. Còn cái cán của nó thì cũng còn đẹp nè. Thì em sẽ thử cho các anh chị mình luôn nha. Các anh chị mình muốn thử thì mình đó, mình gắn vô đây, rồi mình gắn lại. Thì cái này mình vừa làm một cây vít thử điện và một vừa làm một cây vít bình thường luôn nha các chị, không có
Đó, sáng lên các chị, đó sáng. Rồi thì cái vít này là khi các anh chị mình xài thử điện cũng được, mà xài thành một cây vít bình thường mình mở ra mình sử dụng cho nhiều cái việc khác nha. Tại nó có nhiều mũi nè, có trừ này B1, B2, B3 và trừ một mũi thì các anh chị mình lấy dấu luôn luôn. Rồi bộ này là mã 59 nha các anh chị, 220. Tiếp theo là mã 60. Mã 60 là em có cái bộ đầu khẩu này nha các anh chị. Cái bộ đầu khẩu này nó của Tona này. Tona còn đẹp lắm nha, nó gồm có 11 cục nha các anh chị, gồm có 11 cục. Thì nó có những cái cục như vậy, để em đọc từ nhỏ tới lớn đi. Cũng còn đẹp lắm nha. Nó có số 10, số 11 và số 12. Đây, số 11, số 12 và 13. Hình thức của nó nha các anh chị, còn đẹp nha. Số 10 thì nó có hơi chạy chạy cái bên ngoài chút xíu thôi nha các anh chị, còn lại là đẹp hết nha. Đó, đầu đít chưa còn đẹp hết nha các anh chị. Đây, số 10 thì nó hơi chạy chạy chút xíu thôi, còn ngoài ra là mấy cái số này còn đẹp hết nha. Đó, 10, 11, 12 và 13, 4 cục. Và 14 và 17, 19. 14, 17, 19 thì ba cái cục này đẹp rồi nha các chị, ba cục này mới như chưa sử dụng luôn á. Đó, 14, 17, 19. Tiếp theo là 22, 22 và 24 nha các chị. Bộ này số các chị mình dùng thường xuyên luôn á, 22 và 24 này. Rồi tiếp theo là 27 và 30 nha các chị. Bộ này 27 và 30, bộ này lớn nè, bộ này lên tới 30 lần. Rồi, còn mới tinh luôn nha. Rồi cái bộ này gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cục như vậy nha các chị, còn mới lắm luôn. Rồi mã 60, 500 nha các chị, bộ này mã 60, 500 nha. Mã 60 gồm 11 cục 500 nghìn nha các anh chị. Bộ này nó lên tới số 30, bự lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cục. Rồi mã 60, 500. Tiếp theo là mã 61 nha các anh chị. Mã 61 là em có một, quên, cái bộ này là 1 phần 2 nha các anh chị. Em quên nói này, bộ này 1 phần 2. Còn mã 61 là 1 in nha các anh chị. Bộ mã 61 là 1 in, cái cục này 1 in nè. Cái bộ này nó nặng khủng khiếp lắm ạ. Nó nặng mà có 5 cục này mà 5,7 kg thì sao á, 5,7 kg. Thì nó có số này, 1 in nha. Thì nó có của BTC nha các chị, BTC là cùng với Coken luôn nha các chị. Đó, đầu cái đầu bông rồi còn đẹp hết nè. Đầu đít nè cũng vậy nha, cái nó hàng bãi nó hơi vàng vàng như vậy thôi chứ cái đầu này còn đẹp nha, 1 in nha các chị, 1 in là. Đó, nó có số là 35. Một cục có 5 cục thôi nha các anh chị, 5 cục mà nó tới 5,7 kg. Ở này BTC này đó, nó trài bên ngoài thôi nha các anh chị, nó nặng quá nó rớt nó trài rồi thôi chứ còn bên trong cái đầu này chưa có vết trài gì hết nha. Đây 1 in, cái này là số 41 nha các anh chị, số 41 BTC. Rồi tiếp theo là số 46 nha các chị, 46 là của Coken này, cái hiệu này là BTC Coken nằm nó cùng chung á nha các chị. Đó, đó như vậy nha. Rồi là mã là số 46 nha các chị, 46 này. Rồi cái này 50 này, 50 của Coken luôn nha, 50 đó, còn đẹp nha các chị, nó không có bị gì hết á, nó hơi vàng vàng chút thôi, 50. Rồi tiếp theo là cái này là bao nhiêu đây, 58 nha các chị, 58 BTC này. Đó, đầu đít rồi còn đẹp nè. Rồi cái bộ này là mã 61 nha các chị, 1 triệu. Bộ này 5,5 kg các chị, nào chuyển khoản em bao ship nha. Còn ship code thì đặt cọc, cái 5,5 kg em không có ship code nha các chị, các anh chị mình thông cảm ạ. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các chị, chúc các chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.